alo chào bạn nha. Ôi quê thì quê gì vừa thôi, muốn đó là phải quê quá trời quê đâu, tưởng đâu là đồ ăn ngon rồi là ba la còn bánh còn đồ ăn nữa. Mình tới đó là Sơn Ngố bữa nay là chuẩn bị đồ ăn đâu là dữ dằn vậy đãi cho Sơn Ngố, ai ngờ đâu là cho ăn của quê cả nhà, quá trời quê luôn các bạn ơi. Bữa đó Hiếu Ngố phải đưa mình về một đoạn, mình mới dám về đây, để đi chóng về đây tới xa cả nhà, thấy không, thâm thẩm chiều trôi luôn á. Bữa hổm cho anh thì dặn nha, hôm nay cho anh lại ha, hôm nay cà khịa mình lại là mình hốt lại liền. Ô cọt, nếu như là Sơn Ngố có gì cọp không ra quay, hôm nay ba tưởng đâu là mèo bệnh không các bạn. Hôm nay Sơn Ngố vừa nghĩ ra của màn cho này cũng là cho Hiếu Ngố là lên bờ xuống ruộng luôn nha các bạn. Này á là mình đã có kế hoạch rồi, giờ để giờ sẽ đi bố trí thiên la địa võng bắt con sư tử Hà Đông này nha các bạn. Sơn Ngố mà thấy không, thầy chồng dữ lắm đó, một bữa nào bà nói bà giỏi cái gì không giỏi chứ quấn lộn với đội nợ đồ cũng hay lắm mà để thôi hết dịch nha. Ê, kiếm bà kiếm em nào mà fan hâm mộ của Sơn Ngố phải tướng đô đô nha, uống su đô với Ngố ủng hộ lắm, nói với mình ủng hộ lắm, mà bữa nào mà có bạn nữ nào fan mà xung phong giơ tay lên đấu với Ngố bữa đó quýnh bách nằm chằng bẹp chắc nó đó nó cười dữ nha các bạn. Thôi giờ để giờ Sơn Ngố đi bố trí thiệt ra đi giọng nha. Để thằng Hường á, hồi đó Sơn Ngố hay đi đá banh á là mình có bị bung răng hay chặt giòi á, thấy mấy ông thầy thuốc của mình á, ông ở gần sớm á, ông hay ra vườn ông bứt cái gì không biết, cỏ lá xài hay là cái gì á, muối vô ông đâm đâm nhai nhai không bó mà công nhận hay hiểu không bạn, bó đâu chừng 10 bữa là hết liền à. Thì đá banh lại cày cày à. Hôm nay bây giờ mình nói mình bị bung răng, mà chèo dừa mình bị bung răng tụt xuống bung răng, mình phải kiếm gì mình nhai nhai mình bó vô giò nên ngố mới tình cho dễ ăn, mà nó ngố lắm dễ ăn nè. Giờ kiếm lá chuối cho dễ nhai nha mày. Bạn ngố mà làm khơi khơi là bắt cho ăn đá liền. Mấy cái đá thuốc cũng được. Xưa là mình đi đá banh rồi thấy mấy ông bác làm gì đó, ông gà ông hái nắm gì đó, ông vô ông dò cái ông đắp cái hết trơn. Nè mình đắp rồi ơi. Bây giờ bà ngó ăn ấn như thế nào nha, từ đó giờ bác chưa thấy cái hiện tượng này. Hôm nay cho bà bí ném mùi lại hạt ngay liền nha các bạn. Rồi ra cục thuốc liền không. Để vô đây là y xì liền đường nào mà chạy. Chết. Em chiếc này rồi em Hiếu ơi. Em giỡn mặt hả cưng. Ồ quá im luôn các bạn, mà mình chơi là tới bài luôn. Ý xì liền đường nào mổ phản với cái kèo này, ra gặp có người nào cảm động quá khóc sướt mướt không trời. Ok bây giờ để mình đi giấu ở ngoài cái nhà các bạn, mình để ngoài không hố kìa. Bây giờ công nhận trời băng giả mà đau thiệt khi dùng nổi. Giờ nhấu ở ngoài xong rồi các bạn, giờ thấy mình điện thoại không hố hôm nay tới công chuyện như ngố một bữa nữa mày được. Công nhận bữa đó làm cuộc thiền ngon thiệt, nhưng mà khúc 90 bị quê quá trời quê, đâu có biết mà dùng camera quá đâu. Làm gì mà lâu bắt máy dữ chàng. Ngon hả?
Bữa nay khỏi vô quay clip nha. Rồi làm biến nữa hả? Làm biến gì, bữa nay giờ tôi bị đau rồi, thôi khỏi vô. Mai vài bữa đi khỏe khỏe rồi hả, vô điện rồi vô luôn. Có bị gì đâu, thôi ở ngoài bữa nay nấu cơm hay là buôn bán gì đó coi bán được cứ lấy đi, thôi vô. Ừ, hôm nay ngoài cái người đi nè, chú đau quá, tôi quay không nổi. Rồi, có gì đâu, thôi thôi nha, vậy thôi nha. Thôi, đừng vô. Mình kêu không vô đâu, anh chỉ vô. Bữa nào mình kêu vô, người e gấp gấp, khi bật phục qua không vô. Chết vô. Ôi lâu nằm lên trên giả giả họ vô cỏ đậu cái không hay không nổi. Nó cái lù lù dắt cái lu quá chạy nha các bạn. Mình nay mình dắt tới cái hũ ăn cái lu ở bờ là xưa vô. Nhào cái tối mến bò đi thật xa bằng tâm muốn nhớ như xa lạ đồ trời cái gì vậy, trời ơi ngố quả chạy gần hơn là đạn bắn tên bay nữa, chạy đâu dữ vậy. Trời, chạy nhồi bỏ từ lúc hết trơn hả? Trời ơi, trời sớm là tôi đi hái mấy cái dừa hướng ngố ra đặng cho hướng ngố uống cho nó mát, cho nó đẹp da, cho nó mát trong người, thông cổ mát họng, chữ cho nó khỏe anh chốt. Chuyện ngộ à, chuyện cái năm cũng bể à, gì vậy? Ai ngờ cái tuột nó leo lên thì được, cái tuột xuống thường thường mà leo dừa mà thấy ta leo dừa biết rồi đó, cặp cái giò vô cái tuột cái út xương dốc đó biết không, biết gì đó không? Trời, ông đừng nói ông thuộc chẳng đó à. Ờ, tôi mới học trên mạng á, tôi leo lên đỡ cặp cái giò đó, tôi út xuống dốc cái giò nó dính vô góc dừa cái là à! Rồi sao nữa? Ủa leo dừa mà có học trên mạng á hả? Ông là ông gì không biết leo dừa mà ông học trên mạng? Trời ơi, mình học cái kỹ thuật tuột dốc của mấy anh thôi. Út găng rồi. Út găng hả? Ừ, anh út xài, anh đắp thuốc nam cho tôi đó. Trời ơi trời. Vô. Ây da. Lại, ông gì à? Ông gì ông năm bụng đang sửa giò chứ. Năm về chứ năm bụng nào. Quên ông năm về. Trời ơi, giờ này ông năm về ông ở trên kia tôi dưới đây rồi sửa chứ không sửa gì. Nhưng mà bây giờ cái giò mình bị đau là có thể mình xin chốt mấy chốt con chú đi được. Ôi tôi không thấy chốt đâu. Thôi đau cũng nhẹ nãy anh Đốc anh nói là ảnh cũng có nghề sửa xe ố lộn. Cũng có nghề sửa giò. Ông bé tôi nghe rạo rạo thấy cũng nghe thôi, sửa xe cái tôi thấy mất câu rồi đó, nó lộn. Trời ơi tưởng nó sửa xe mà em rửa giò không chắc dục luôn á. Ây giờ giờ nó đau quá. Trời ơi trời, nghĩ sao rồi có cái giò làm ăn rồi giờ sao đi quay clip đi trời. Bây giờ không làm ăn được không? Ăn quần không làm đâu có ăn. Chứ giò đau rồi. Ờ có hai chứ dừa chẳng có ngó chạy vô chạy lấy đi ra chặt đủ mấy. Bé nó ngố á, hai trái dừa tao bé nó để trong chạy giống á. Trời ơi chị hai hai trái dừa mà cái giò bị vậy hả? Trời ơi, trời ơi thương hiếu ngố lắm, mới bẻ cho hiếu ngố đó. Trời ơi giò bị vậy đó rồi nó. Trời trời muốn lắm đau á, gì con dên vậy? Nó không có đau. Nhất không mà. Trời ơi vậy. Ôi sửa nữa không, tôi sửa lại cho. Rồi hả đàm, gì đàm? Thôi bà nó biết sửa nhiều lắm rồi, khổ sửa. Bởi vì ông tối ngày ông đâm ba ăn thôi à. Đâu nhà bà có bán sữa không? Hả sữa luôn trời. Hả sữa rồi hả, vậy thôi tưởng đâu còn đem vô tới giờ bệnh đủ. Trời ơi dịch còn miếng nào đó lội qua cái chuối đó đi vô trọng. Trời ơi đi đâu vô cái gốc này mới chịu quá. Thấy không? Thấy không?
đỡ dưới sàn á, có con dao luôn đó. Ôi da. Cảm giác được cái mố chăm sóc rồi. Quá trời chứ chứ. Quá trời đã. Lâu lâu mới thấy thì mũi bữa ha các bạn, lâu lâu nó có thì mũi là chăm sóc mình dễ thương lắm chứ bộ. Chặt đây, chặt uống thôi là thôi, để tôi chặt cho anh, để tôi chặt cho. Ôi ôi vậy ôi, để anh chặt cho. Ôi đừng anh, tôi anh mà tôi bỏ không chặt luôn á. Đây ôi tôi kêu anh mà tôi làm không nổi. Không ai còn thuốc nào không, cho giờ viên coi. Không có nhức đầu sâu mũi chống mặt gì hết trơn hả? Đừng nói hút ẻ à. Đừng nói hút ẻ à. Đậm được không? Đậm có hút nhiều quá nào. Sao tới giờ này mấy tháng trời trong đây là làm gì con? Chặt nhiều ở đâu trời? Trời ơi, không chặt đâu, chặt chặt cái dừa kìa. Sao tao biết chặt dừa? Rồi à. Cái đó gì cơ đúng không? Cái đó gì cơ? Ôi trời. Ôi trời. Ông nội này trời. Mà gì? Thương cái ngô bẻ ai cho vừa cho ngô mọi giờ giờ tôi nó gì nè, thấy không? Ôi trời. Mùa năm sáu nha. Bất tử vô đây đâu có hút đâu rồi sao? Thôi để tôi đi lấy cho trời. Thôi đi đừng có đi. Thôi đi đi. Trời ơi tội ngại hết sức rồi. Công nhận này có dễ thương với ta. Cái này mà bỏ biết cho bỏ quýnh mình má mà nhìn không ra quá vậy. Quýnh chắc diêm sao nào luôn á thầy. Cái tính nóng khó dần chỗ công là giữ dần đó các bạn cũng hiểu kết quả rồi ha. Nhưng mà có sức chơi có sức chịu không các bạn, năm nhí mà nhầm nhòi ba cái léo tỏe. Trời ơi xui đâu mà xui dữ thần biệt, cái dừa nó có cao lắm mà sao chợt cái nó té rồi đau dữ thần. Cái dừa nó không có cao xuống đó, nó lùn. Mà sao nó đột xuống cái nó té cái đau dữ lần rồi.
đeo giấu trời mà. Vừa nó cao vừa này à. Ở đây 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 để tôi khui. Trời ơi nó khui chắc có chuyện quá à. Rồi, ngon không? Không đi qua đây đi. Đi đâu vòng vòng hoài hả? À? Đến đâu hả? À? Cứ về. Trả số về hả? Gánh giỏi quá ha, gánh giỏi xin nông nổi. Ngon không? Con người ta có cái giò đi nè, có cái giò không mà cũng không chịu đi à. Nước ít xẹo à. Vừa nhỏ mà nước ít xẹo ông nội. Tính ra công nhận mấy nhỏ mà có giò à ta. Mới biết hả? Ừ. Bởi vậy nó nói hàng Việt Nam chất lượng cao rồi vậy. Xin lỗi ông à. Cao mới chịu à. Chất lượng rất là cao à. Cao quá, đã giò cứ xì que à, cao quá. Thằng miếng rồi. Ngon ngon giờ con dâu không thì không quen đúng là phù hợp với câu á tùng lùng nhưng phụ tùng này đủ này nó thiếu mà nước nhiều rồi này để điện thoại đem vô làm mức vừa ăn nó bẻ gì bẻ hai trái à hai tay bé hai trái thôi chứ giờ bé mấy trái giờ nè uống miếng đi uống trước đi rồi uống đi uống đi ôi rồi cho nó khỏe ôi uống đi cho nó ôi ngại hết sức uống nhiều vô rồi không uống đi ngọt lắm á ừ rồi đã giờ tình hình dò gắn tôi vậy sao quay clip được này chắc phải nghỉ cho nửa tháng quá này ông hút lại của ông nè ông hút đi của tôi có gì tên hả à? To căng nó dài uống nhiều đi cho nó khỏe thôi ngồi giống đi cho đợi giống thì chắc lắm hai thằng ngồi phải gu ây da trời ơi trời cái giòn gãy rồi tôi ngồi lên cho nó đi luôn làm heo luôn hả nè chỗ đầu ngồi trời không qua đâu tôi đứng lên cái nắm nắm tay tôi đứng lên cho dán găng dán cốt và nằm từ sớm giờ quẩy quẩy quá trời trời khổ dầu báo không thích đi đâu đứng mình giống như mà mình tập thể dục nhẹ nhẹ vậy nè để động cho nó khỏe ngồi ngồi đi tôi đứng cái cho nó giãn giãn gân cột đó. Như nào mình xịt cốt tay cốt chân cái giò bị đau mà còn sung kìa à, anh Út dặn á anh Út xài dặn là phải tập thể dục thể thao cho nó mau lành bệnh thường mà không thấy hả mấy người mà bị thương rồi tai nạn rồi xong anh đâu phải tập gì nè không ừ. Ừ. Ngậu vô cái giò ổng không có yên ôi vô dắp cái giỏ chảo không có cái chảo nấu cơm ngồi đi ngồi đó đi ngồi ngồi được mà ôi nhẹ ngồi đi tôi hơi bị nặng đó đâu mà nặng ngồi đi cái này tôi bị nặng rồi được mà thôi ngồi đâu thử rồi gì vậy ông ngoại tao sợ mày rồi đó không biết mày có sợ đâu không à trời ơi vậy trời ơi trời à, hậu vệ trung thành của tôi đó ba ngồi đi nói chuyện chút mày vô thôi ngồi trời gì ngồi nè uống đi đi trời ơi trời thôi em không uống nữa đâu nè uống đi trời ơi tấm lòng của tôi á nếu không tao chặt tôi đưa ra uống đi uống đi đâu mà đợi em uống chặt trời ơi trời người ta bưng nè thấy vậy chứ cưng lắm à làm ngại không chết trời ơi trời không nói vậy sao không kêu uống uống y mà uống mất năng lý nữa thấy người ta vậy rồi cái làm giá nữa trời uống cũng hết luôn á à, uống con chặt luôn à uống gì dữ thần hả à? Mày kêu uống nhiều nhiều uống cũng vừa vừa uống này uống nước dừa là hơi bị mệt nha
mệt cái gì? Thôi đi tè nhiều. Có y như thiệt hả? Ừ, giờ từ đó giờ không là không nói là từ đó giờ bởi giờ nãy tôi uống nhiều đâu, thì nó nắng nắp còn nè. Bởi vậy đúng rồi, trời, ngồi cho nó. Nó vui chứ giờ hứa ngó tôi ngồi hứa ngó đứng hoài kỵ chết nổi. Con ăn vừa ngọt hết á. Ôi chết bản đây là ngồi. Ngồi thằng ngồi khúc nghe. Thì ngồi không khúc. Trời trời, cái cây này tôi nổi không trời. Cái gãy dưới. Trời ơi, tôi tát. Ở giò luôn vậy rồi không biết sao mà chiều đi tắm hả trời. Vậy? Ông đừng nói với tôi là tôi đi đâu tắm đâu mà. Không có đâu ông nội, tôi chỉ nói gió gió vậy đó. Để ổng thôi không được rồi, không xuống đâu. Trời ơi, cái quân gì vậy? Đúng rồi, để cái đồ đau. Đi đâu? Nãy là tôi bác sĩ rồi, tôi thấy là có chuyện lành rồi, nhắc những chuyện không không hơn đó chứ giờ rồi đó. Ôi trời, ông giờ một giờ ông mà đi nữa là coi như hai giờ luôn á ông. Trời ơi, tôi ngồi đây lặng hồi chuyện mới không hên nè. Thôi tôi đi. Là một giờ thành hai giờ luôn á, không được. Thôi đi. Chuyện nổi dầu vú nước dừa này nhiều quá. Thôi đi mới được. Có gì đâu rồi, nó đứng ngõ, ông khỏe không? Ông biết cái gì? Trời ơi, thôi tôi đi cái đi. Ủa cái vợ ông? Vậy? Vợ ông? Sao rồi? Ông gì hả? Dạ. Ông mẹ cháu á. Vợ ngó mà chạy lẹ thì các bạn, nhưng mà lẹ không bằng mình. Rồi, chạy rất dọn có. Trời ơi trời. Hồi nãy mà uống nước dừa uống quá chị nhiều đọc hại chưa ngó chưa kịp tâm sự đi chơi mà nó tái bộ tâm sự thiệt luôn là oan trời chưa hết nổi luôn rồi đó, mình đổ mình đi dưới tâm sự quả còn ai không cho đọc hại bị bẫy mà thôi chịu tôi lẹ các bạn ơi, nếu họ mới ra là bắt mình á.